Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hamas có động thái mới liên quan thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Bất định bao trùm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sau khi phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas hôm 11 tháng 8 đề nghị các nhà hòa giải trong cuộc xung đột Gaza trình bày một kế hoạch dựa trên các cuộc đàm phán trước đó, thay vì tham gia các cuộc đàm phán mới với Israel, theo hãng tin Reuters. Hamas kêu gọi các nhà hòa giải trình bày kế hoạch thực hiện những gì chúng tôi đã nhất trí vào ngày 2 tháng 7, dựa trên tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hamas nói. Các nhà hòa giải nên thực thi điều này đối với Israel thay vì theo đuổi các vòng đàm phán tiếp theo hoặc các đề xuất mới, nhằm che đậy cho hành động xâm lược của kẻ chiếm đóng và cho họ thêm thời gian để tiếp tục nạn diệt chủng chống lại người dân của chúng tôi, Hamas nhấn mạnh. Theo Reuters, Hamas cũng nói rằng họ đã thể hiện sự linh hoạt trong suốt quá trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhưng hành động của Israel, bao gồm vụ lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran, Iran vào cuối tháng 7, cho thấy Israel không nghiêm túc trong việc theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Israel không phủ nhận hay nhận trách nhiệm trong vụ ám sát ông Haniyeh. Về phần mình, các đồng minh của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu nói rằng ông Netanyahu sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, bất kể những tác động của thỏa thuận lên liên minh cầm quyền của ông, đài CNN dẫn một số nguồn tin. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về việc ông Netanyahu có sẵn sàng đạt được một thỏa thuận trước sự phản đối gay gắt từ các bộ trưởng trong liên minh của ông. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm 9 tháng 8 gọi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là một thỏa thuận đầu hàng. Tôi kêu gọi Thủ tướng không rơi vào bẫy này và không đồng ý với một sự thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhất, so với các lằn ranh đỏ mà ông ấy vừa đặt ra gần đây, dù chúng cũng rất có vấn đề, ông Smotrich viết trên mạng xã hội X. Mặc dù vậy, các nhà hòa giải vẫn dự kiến sẽ triệu tập các nhóm đàm phán của Israel và Hamas tại Cairo, Ai Cập hoặc Doha, Qatar vào ngày 15 tháng 8. Một số nguồn tin nói với CNN rằng các cuộc đàm phán đã được tiến hành trước với các phái đoàn kỹ thuật làm việc xuyên suốt ngày đêm về các chi tiết quan trọng trong cuộc đàm phán sắp tới. Iran công bố loạt tên lửa nội địa hiện đại giữa căng thẳng với Israel. Giữa lúc căng thẳng với Israel dâng cao sau vụ lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC hôm 9 tháng 8 đã công bố một loạt vũ khí nội địa mới. Theo tin từ hãng thông tấn Tasmin, Thiếu tướng Hossein Salami, tư lệnh IRGC đã tham gia buổi lễ bàn giao cho lực lượng hải quân thuộc IRGC 2.640 trang bị tác chiến mới. Trong số đó, chỉ 210 trang bị trên được công khai trên truyền hình nhà nước Iran, các vũ khí khác cần được giữ bí mật vì lý do an ninh. Theo đài Press Travin, loạt vũ khí mới bao gồm nhiều loại tên lửa tầm xa và tầm trung, máy bay không người lái, UAV, trinh sát và chiến đấu, UAV có khả năng tác chiến điện tử và một số hệ thống tác chiến điện tử khác. Nổi bật là các tên lửa hành trình được trang bị đầu đạn nổ mạnh và tính năng tàng hình giúp chúng không thể bị radar của đối phương phát hiện. Những tên lửa này cũng được mô tả là có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng và đánh chìm tàu khu trục của đối phương. Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Salami nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, AI trên mọi loại trang bị, khí tài, từ tàu mặt nước tới tàu ngầm, từ các hệ thống phòng thủ tới thủy lôi, là một mục tiêu quan trọng trong hoạt động hải quân của IRGC. Động thái này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng với Israel có nguy cơ trở thành mồi lửa chiến tranh khi Iran và các lực lượng thuộc trục kháng chiến tuyên bố sẽ trả thù cho vụ việc ông Haniyeh và chỉ huy cấp cao tổ chức Hồi giáo Hezbollah Fuad Shak bị ám sát hôm 31 tháng 7. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, điều mà theo AV không xác nhận, cũng không phủ nhận. Trong khi lượng thông tin tình báo của phương Tây trong trường hợp này là hạn chế, giới chức Tehran không đưa ra manh mối nào về thời điểm và biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, theo đài BBC, đã xuất hiện một số báo cáo của các phương tiện truyền thông dự đoán rằng các nỗ lực ngoại giao của phương Tây và các quốc gia Ả Rập, cùng với suy đoán rằng vụ ám sát ông Haniyeh được thực hiện từ trong lãnh thổ Iran, có thể khiến Tehran xem xét lại quyết định tấn công và hướng tới giải pháp hạ nhiệt căng thẳng với Israel. Iran sắp thực hiện mệnh lệnh trừng phạt mạnh Israel.
Iran chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei nhằm trừng phạt mạnh Israel về vụ ám sát một thủ lĩnh Hamas ở Tehran, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ. Mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao liên quan đến hình phạt khắc nghiệt đối với Israel và trả thù cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh đó theo cách tốt nhất có thể, Ali Fadavi, một phó chỉ huy của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 9 tháng 8 cho biết. Iran và Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh hôm 31 tháng 7 tại Tehran. Tuy nhiên, đến nay, Israel không xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát. Điều này càng làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza đang trở thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn lan khắp Trung Đông. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ sẵn sàng bảo vệ Israel với nhiều nguồn lực trong khu vực. Khi được đề nghị bình luận về tuyên bố của Phó Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông nói, khi chúng tôi nghe thấy những phát ngôn như vậy, chúng tôi phải xem xét một cách nghiêm túc. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc sau đó cho biết phản ứng của Tehran trước vụ ám sát ông Haniyeh là vấn đề hoàn toàn không liên quan đến nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Khi được hỏi liệu Iran có thể trì hoãn việc trả đũa cho đến sau cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza vào tuần tới hay không, phái đoàn cho biết, tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng phản ứng của chúng tôi sẽ được thực hiện đúng lúc và được tiến hành theo cách không gây phương hại đến lệnh ngừng bắn tiềm năng. Mỹ cảnh báo Iran gặp rủi ro nghiêm trọng nếu tấn công lớn vào Israel. Quan chức Mỹ cho biết, nước này đã cảnh báo rằng chính quyền mới của Iran và nền kinh tế của nước này sẽ bị tổn hại nếu họ tập kích quy mô lớn vào Israel. WSG dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói ngày 8 tháng 8 rằng Washington đã chuyển cảnh báo cho Tehran trực tiếp và qua các kênh trung gian rằng họ đối mặt rủi ro nghiêm trọng nếu làm leo thang tình hình bằng cách tổ chức đợt tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel. Thông điệp nhấn mạnh rằng nền kinh tế và sự ổn định của chính phủ Iran mới được thành lập có nguy cơ chịu tổn hại lớn nếu Iran đi theo con đường đó. Quan chức nói thêm, Iran gần đây nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì vụ ám sát cựu thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Israel không phủ nhận hay xác nhận họ đứng sau vụ tấn công. Kênh truyền hình Iran International có trụ sở tại Anh ngày 7 tháng 8 dẫn các nguồn thạo tin nói rằng tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei quyết định không phát động tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel nhằm tránh căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến không mong muốn. Ông Pezeshkian nhận định nếu nước này tấn công, Israel có khả năng sẽ tung đòn đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc gia và năng lượng của Iran, khiến nền kinh tế của Tehran bị tê liệt. Theo ông, chiến tranh với Israel sẽ khiến nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân trở nên khó khăn, gây tổn hại đến vị thế của Iran trên trường quốc tế, điều nước này đang nỗ lực cải thiện. Tổng thống Iran khẳng định, ông phản đối hành động quân sự đáp trả Israel vì lợi ích quốc gia, chứ không phải do thiếu hiểu biết hay kinh nghiệm về các vấn đề an ninh và quân sự. Các nguồn tin cho biết, lãnh tụ Khamenei được cho là không tỏ rõ ý kiến trước các cảnh báo của ông Pezeshkian. Chính phủ Iran chưa bình luận về thông tin của Iran International. Đây là kênh tiếng Ba Tư thành lập vào năm 2017, được tài trợ bởi công ty có liên quan đến Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát động chiến dịch ngoại giao lớn nhằm ngăn Iran, các nhóm vũ trang nước này hậu thuẫn, cũng như Israel triển khai hoạt động quân sự, có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, trong khi Washington cố gắng cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội để bảo vệ Israel như đã làm trong vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran hồi tháng 4. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, CENTCOM, thông báo tiêm kích tàng hình F-22 đã tới một căn cứ ở Trung Đông ngày 7 tháng 8. Quân đội Mỹ cũng điều thêm chiến hạm có thể hạ tên lửa đạn đạo tới khu vực tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang hoạt động tại vịnh Oman. Quan chức Mỹ cho biết, Hải quân nước này đã cho một phi đoàn FA-18 trên tàu Theodore Roosevelt tới đóng quân tại một quốc gia Trung Đông, giúp chúng ở gần khu vực tác chiến hơn nếu xảy ra xung đột. Các quan chức Mỹ vẫn chưa rõ phạm vi và thời gian Iran trả đũa. Họ nhận định, các thông tin tình báo mới nhất cho thấy Iran có thể mở chiến dịch vào cuối tuần. Phía Mỹ cũng không biết chắc lực lượng Hezbollah ở Liban có hiệp đồng tập kích Israel với Iran hay tổ chức chiến dịch riêng. Hezbollah sở hữu lượng rocket lớn có thể đánh trúng Israel
Nhiều bên lo ngại lực lượng này có thể hiệp đồng tấn công với Iran để áp đảo hệ thống phòng không của đối phương. Trong trận tập kích trước, chúng tôi đã nhận được cảnh báo nhiều hơn. Quan chức Mỹ đề cập tới vụ tấn công hồi tháng 4. Còn lần này, mọi người đang đưa ra những phỏng đoán tốt nhất của họ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!